cô nhớ là đó tối nào cô cũng phải cho xe công an tới rồi một hốt tụi nó không? Con nhớ không Mỹ? Cái trận mình nó cứ nhào lên sân khấu nó xin tiền Vũ Linh á. Tối nay với tối nay đóng chụp có chú em chờ em gửi qua em gửi chào cô Ngọc dạ mấy cháu nhà mình đi cô ở ngoài đời thì đến cô đi diễn sân khấu dưới quê qua cô thôi đứng tại chỗ đi con chụp của con đi để coi mất công chăm gì đó chăm khóc liền má má mày thả một vừa rồi sao mà mày làm rớt vừa vậy? Cầm một vừa như nhảy đi. Cầm con vừa ông ơi làm cái bịch xuống đi. Đi thả người ta. Đó. Em mới muốn ông cho đi làm rồi. Nhưng mà thấy lôi làm già tắt tắt tại vì mất cái đầu nó con tóc không mình yên mất lên thì họ không biết cái gì. Rồi, để đây này mà gửi ngoài cho ông cảnh gửi ai hả cái gì cưng quá trang cũng đua làm sao ấy mà nhất là nhiều có cái tên này khi nào mình đi lên đài phát thanh gặp nó cái mừng đây là hai Nguyễn Thị Anh gặp nhau hả cô Nguyễn Thị Anh thôi. Chắc là cũng mấy chục năm luôn không? 40 năm rồi cô. Ba mấy năm. 40 năm. Năm cô vô năm 8 mấy. Cái giai diễn đó. Hồi xưa con học trong trường là con coi. Năm 83, 83, 84, 85 còn diễn đó cô. Hồi đã diễn vui lắm. Chân cẳng rồi tóc chứ cũng ổn định rồi bà già rồi chân là tóc tới vậy đón bà nào hay là à, chị như chị đi ngang sẵn chị đón mình cháu nội cho nó đặt ra taxi cháu nội lớn dữ rồi nó kêu con tự mất cấp lấy ai đó. Đâu có dám khẹt, đâu có dám chê là có chuyện lớn. Hồi xưa làm đầu là cô tự làm thôi cô. Hồi xưa là tự làm, tự làm không đâu có ai làm. Có như sướng như bây giờ đó. Cái thời đó nó gian khổ đều chứ. Cái đâu như chị thoại Mỹ đâu có khi bắt đầu tụi nó tốt nghiệp ra trường rồi cái bắt đầu cái mình phải phục vụ lại nó nha. Hồi đó nó đi diễn ở dưới nhà học Rịa hả, trời ơi cái thời gian đó mình khổ nhất đó cô. Diễn với bà Rịa mà hầu hết là ở đâu có cô nhớ hồi xưa fan con với fan chị Tâm đánh lộn hả, cô
cô nhớ không? Ờ. Phan con với Phan Thanh Hằng lắm nè. Phan chị Tâm. À Thanh Thanh Tâm. Sau đó tức là Phan của Thanh, của Tâm Hằng. Cô nhớ hồi đó tối nào cô cũng phải cho xe công an tới rồi một hốt tụi nó không? Nó đánh lộn mà nó chửi. Mà cũng mất dạy nhất là diễn trên sân khấu dưới này nó la. Nó la, nó liện đồ lên, cô nhớ không? Tao nhớ hôm diễn là Tân Định đó. Một giờ, xe bị bắt luôn. Cái đi, bây giờ đi ngang vẫn còn cái đồn đó. Cái đồn mà đưa vô đó. Bây giờ thì nó có mạng, nó chửi bới nhau. Còn hồi đó là nó chửi trực tiếp. Dạ. La hào la. Rồi cái sao trận về giải lý lưu cho cô. Về cái đoàn mà ta pha lạc đó. Ờ. Thời đó vui đi cái đâu có khách sạn cái xung gì nhớ không ở nằm ở sân khấu ta nhớ cô đặt mà cô nhớ là Thanh Ngân với Ngọc với Đán à. Cứ mỗi người cứ che một cái video vậy đó. Hồi đó mình đâu có ngủ trễ như các bạn đó, không ngủ được. Móng tay là dán như cái chứ đừng dán con con bộ nếu cái bữa quay vậy là phải gỡ bỏ nha. Đây nè, con mới đi gỡ hôm qua nè cô. Con làm lại cho nó đơn giản, hôm qua con đẹp lắm. Hôm qua là này kia cái nọ nó ấm lên nhiều lắm. Hôm qua chết chết rồi, chết chết rơi rồi. Giờ phải đi bỏ. Cô hồi xưa đi cực nhưng mà khán giả đông lắm không cô? Trời đông ơi, lắm. Khán giả nó vui cái gì rồi. Con nhớ không Mỹ? Ở trận đó con có. Cái trận mình nó cứ nhào lên sân khấu, nó xin tiền Vũ Linh á. Trận đó có con mà, điểm đó là con rồi. Đúng, cái biết sao, cái cô ông cho. Cái, ta nhớ con bé Trống. Bé Trống nhào ra, bảo chị Thiện đừng có vô nha. Đừng có xuống sân khấu nha. Tụi nó đang cầm dao nó. Tụi nó đang cầm dao nó đâm chị đó. Cô còn nhớ cái thằng Tô Tình Đức. Mấy đứa ở trong hậu trường cứ dẹt ngay giữa Mừng Nhung ta đi xuống. Mà nếu ông tắm mẹ thì ông gọi công an mà ông nhát cái chiếc đồ mà ông không dám gọi. Ông lấy cái điện thoại mà ngồi xuống ở dưới phố, chỗ bán giấy. Cái trận đó công an tới bắt nó nhá. Xong hôm sau cái bắt đầu mới gia đình nó mới sinh. Sẽ mà tôi nhớ ông Du Linh. Cái trận đó Du Linh không ai vui duyên như Du Linh. Cười mà nó chạy vô toilet nó cái con mẹ tưởng đoàn ổng con mẹ tưởng đoàn cái trận nó tao mới dở cái vết mổ thôi lên tao nói mày là cái thá gì mà mày dám vô đây mà trời đâm tao mẹ cái dân cầu muối là cái loại tao bằng bà của nội dở cái vết mổ là nó thấy vết mổ. Ôi nhưng mà sao mà gây với cô hả? Vô coi hát không được á hả cô? Không phải vô cái xin tiền à. Vô cái xin tiền nghệ sĩ tới cô cho vô. Tôi vô trong hội trường mất trật tự lắm. Mà ừ. Có một đứa ở ngoài là chợ đen này. Vô cái đặt đầu trên máu đặt tay vậy cô. Ở đó. Quảng lên lắm. Không phải cái thợ tại đây. Tại vì ở Hưng Đạo là ở ngay cái hẻm Nguyễn Dũng. Trời cô có quay một đi quay cái phim ở trong đó. Thì mình thấy nghĩa là như là cái để là đúng là như vậy là nhà nó chi lọt vô đó là làm sao biết đường đâu mà bắt. Lên trên ở trên rồi mới đi xuống con. Ừ, không có biết con ngồi trên hả? Ừ thì thường là vậy. Thường thường ở trên đi mà con lên tới trên con đau chứ. Cái giò tốt quá. Chạy ra chạy vô cũng dễ nè. Dạ. Đội mứng chứ hả? Dạ. Mứng thôi, con cũng giảm cái cân.
sau này cái cái mướn này có vẻ nó nhẹ hơn kia con hả? Dạ, nó làm cái nó làm bằng mút không mà cô. Bây giờ nó làm mướn với nó đội nó làm bằng nan bằng gì đâu trời, cái nó bự. Nó làm mút mà làm ở mấy miếng mút á cô, nhẹ dữ lắm. Nhưng mà cài đồ nặng thì không được, nó mềm lắm. Không, nếu mình như cái cắt khăn hồi xưa cũng đẹp thì con nhớ cái hồi đó mình đầu mứng là cô Thiện phải đi ra Sài Gòn đặt. Hồi xưa đúng rồi, mình muốn đổi gì là mình phải ra đó. Phải ra đó đặt rồi cái ở trên thì to, ở dưới bắt đầu thì dần nó ốp lên. Nó đổi cái mặt xứ. Bây giờ nó khăn đóng màu bà quế nó làm nhẹ lắm cơ. Sao lâu nay có đi đâu không kia? Chụp quanh quanh. Dạ cũng trong thành phố cũng đài rồi. Cũng sân khấu như khác rồi. Miêu khỏe không vậy? Chút vô tới giờ kìa. Đúng 8 giờ diễn. Thấy